Dạ, xin kính chào quý ông bà cô chú cả nhà đang xem kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Anh nhân Haseyo Hana nè. Bé thế nào? Xin kính chào ông bà cô chú cả nhà đang có 6 tuổi ở nhà. Bé thơ. Thưa ông bà cô chú con đi học nha. Đi giúp khách tàu kêu. Dạ, giờ cũng là buổi sáng, Châu đưa Na đi học. Hôm nay đưa Na đi học xong rồi Châu cũng sẽ đi thăm ông xã. Hôm nay là ngày nghỉ của Châu. Xin kính mời cả nhà cùng theo dõi video hôm nay của Ông Châu bà nha, cùng đồng hành với Châu. Abaki Jackie đưa cô rồi. Chi vậy? Bữa mẹ đưa con đưa cô đó, nó hỏi chìa khóa xe của ba đâu rồi, bữa đưa cô rồi. Hôm nay cho bận đồ mà mắc cười lắm mà cô chú, đồ của mấy người hàng người ta cho đó mà Châu cũng không có biết phối hợp, tại vì cái xì tai của Hàn Quốc Châu cũng không rành. Bận đại nhìn cũng mắc cười, nhưng mà mùa này bận nó mát, cái quần ống nó rộng vậy nè, nó mát lắm, nó kiểu quần hai ống mà kiểu ống rộng, nó dạng giống giống như đầm vậy đó, váy đầm vậy đó. Châu đưa Na vô lớp xong rồi, giờ Châu về đi ra xe, lái ra bến xe để đi lên thành phố Daegu, lên anh yêu, anh xã yêu của Châu. Châu đã tới trạm xe buýt rồi, này tới cũng đúng giờ luôn, 7 phút nữa là có chuyến xe. Dạ, CEO, Teku Hanchan Su CEO. Dạ, Châu mua vé xong rồi. Rồi, xe vừa lại luôn. Lên xe rồi. Châu lại đi mua thẻ. 매스를 선택하여 주십시오. 금액을 투입하여 주십시오. 지폐는 1,000원권만 사용 가능합니다. 발매 중입니다. 사용한 승차권은 꼭 반납해 주십시오. Ở đó phải dùng tiền lẻ mới được, dùng tiền bữa hổm á Châu không biết, Châu dùng cái tờ 10.000 won á không được. Hôm trước có em gái xem thì cũng chỉ Châu là nên mua thẻ để quẹt thẻ đi tàu đi xe đồ, nó cũng đỡ cái chi phí á. Nhưng mà Châu đi lại cái chỗ Châu sống Châu mua thì không, người ta không có bán, người ta nói lên trên Daegu này nè mua mấy có, mà mỗi lần Châu đi thì cái thời gian của nó cũng ít á, nên là Châu cũng không biết mua ở đâu, nên là thế là đi cứ mua thẻ đi, mà đi cái này cũng không có tốn nhiều tiền trơn á, cũng rẻ lắm. Cái này thì đi tàu dưới đây á, đi xe kêu là xe điện ngầm dưới đây thì một bận đi á, mỗi lần Châu mua đi về luôn là khoảng 3.400 won tiền hàng thôi, là khoảng gần 60.000 hơn.
Dạ thì Châu đã đi xong hai chuyến xe điện ngầm rồi, giờ Châu đã tới bệnh viện và cũng đang đi xe buýt của bệnh viện nè. Từ chỗ bến xe điện ngầm vô đây thì có xe buýt của bệnh viện chạy miễn phí á. Dạ Châu lại hồi nãy giờ thì Châu mới về lại xong cái là gì cho ông xã Châu uống sữa nè, bữa nay đổi sữa khác rồi, bữa hổm sữa lon đổ vô bình, bữa nay sữa trong bịch luôn, ông xã Châu ngủ rồi. Dạ thì hiện giờ ông xã Châu cũng vừa uống sữa rồi cũng mơ mơ màng màng. Châu massage cử động chân tay cho ông xã thì cũng nhờ cô chú anh chị xem kênh thì biết được nhiều thứ á, đã có người thì cũng từng trải, có người thì cũng hiểu biết nhiều á, nên là cũng góp ý giúp Châu, nên là Châu cũng cái nào á Châu làm được á thì Châu cố gắng Châu làm cho ông xã. Thì Châu cũng xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú cả nhà rất là nhiều đã góp ý động viên giúp Châu làm cho ông xã. Thì ông xã Châu á thì từ khi mổ xong á thì hai cái chân là không có còn cử động được nữa, chỉ có hai cái tay, thì tay bên trái á thì ghìm sức rất là mạnh, rồi với mấy ngón tay thì cũng còn cử động ngoe ngoe đó, thì thỉnh thoảng Châu cũng có quay á, cả nhà xem cũng biết á. Còn cái tay bên phải á thì cái cùm tay, cái cánh tay á thì cũng còn sức nha, nhưng mà yếu hơn mé bên trái, nhưng mà mấy ngón tay của tay bên phải á thì không có ngoe ngoe được nữa, sụi lơ à, chỉ có cái cùm tay, cái bắp tay thì mới có sức thôi. Nhưng mà ngộ lắm cả nhà, ông xã bị vậy là ông xã Châu là dạng như ông không có thả lỏng cơ thể, lúc nào ông cũng ghìm sức mà ghìm mà cứng ngắc luôn á. Nhiều khi Châu tập thể dục cho ông, Châu kéo, Châu dùng hết sức, Châu kéo ra rồi đưa vô kéo ra, Châu dùng hết sức luôn. Châu không biết làm sao mà ngộ vậy đó. Thường mấy người bệnh người ta vậy hay sao á, cái cổ, cái đầu cũng vậy nữa cả nhà, ghìm rất là cứng luôn, không có mà thả lỏng ra giống như người bình thường của mình. Thì ông xã Châu á thì Châu không biết nói làm sao, thì cũng có khán giả xem á thì cũng có hỏi là không biết trải qua mấy tháng vậy rồi thì bác sĩ có nói là có tiến triển gì không. Thì Châu cũng xin chia sẻ là bác sĩ không có nói tiến triển gì hết á, không có nói là có tiến triển. Thì như bình thường Châu lên Châu thăm thì Châu quay á thì cả nhà xem thì nhầm khi cả nhà thấy là đôi mắt lanh hơn, rồi tay chân thì cũng, tay thì cũng ngoe ngoe, thấy nó mạnh hơn á, thì Châu cũng thấy là nó được có những cái điểm đó một chút vậy thôi, chứ còn nói về bên tiến triển sức khỏe bên trong cơ thể này kia thì bác sĩ cũng không có nói gì hết á. Thì lúc trước Châu cũng có chia sẻ video là ca phẫu thuật của ông xã Châu không có thành công á, nên là giờ gọi như là bác sĩ nói là mình gọi cái chữ bó tay đi cho nó dễ hiểu, là kiểu như không có còn cách nào nữa cả nhà. Nhưng mà giờ thì gia đình cũng nói chung là gọi là sao còn nước còn tát, chứ mình cũng không có thể nào bỏ được, và mình muốn tốt hơn thì cũng không có muốn, nó không có nhanh được, cũng phải chờ thời gian coi có phép màu đến với ông xã hay không, thì cũng cầu mong vậy thôi. Chứ còn nói về cũng có người kêu là nên tập cái này cái kia gì bên cái gì đó, Châu cũng gành, nhưng mà mỗi cái chứng bệnh với mỗi một bệnh nhân á nó cũng khác nhau, không có ai giống ai, nên là ông xã Châu thì chưa có thể nào mà làm bên mấy cái vụ mà tập thể dục, tập chạy điện hay là gì kiểu như bên mà người ta sau khi mà người ta đã thoát qua nguy hiểm, người ta hồi phục sức khỏe này kia thì chưa có tới giai đoạn đó. Thì ông xã Châu thì lúc trước Châu nói là cái vết mổ
khoảng 2 gang tay hơn. Thì khi đó nằm trong phòng hồi sức á, thì khi đó cái vết thương nó chưa có lành nên là băng bó tùm lum, Châu cũng không thấy rõ đó. Nên là Châu nhìn và Châu đoán là vậy, nhưng mà bây giờ ra đây á, thì cái vết thương cũng từ từ lành hẳn. Và Châu đo được thì nó dài 4 gang tay hơn cả nhà, nó rất là dài. Nên là vì điều đó thì lúc Châu có cũng chia sẻ video là khoảng sau 3 tháng á, thì ông xã phẫu thuật lại một lần nữa là lấy cái da đùi hay da chân, da đùi đó để đắp lên cái chỗ mà cái vết thương mà kiểu như ngay cái lằn giữa đó, nó kiểu như nó không có lành được, nó cứ bị hở ra, nứt ra, nó không có lành được. Nên là người ta phẫu thuật lấy cái da chỗ khác mài vô, giống như là ghép vô chỗ đó để cho nó lành lại á. Thì bởi vậy ông xã Châu chịu đau đớn rất là nhiều. Mấy lúc Châu lên á thì không có khi nào mà Châu nhìn thấy, Châu không có thể nào cầm được nước mắt. Tại vì chịu đau đủ thứ. Châu thì Châu chỉ đau về tinh thần. Châu có thể chịu đựng được, nhưng mà ông xã đau về thể xác nha. Châu cảm nhận rất là đau nên là Châu không thể cầm được nước mắt. Hồi lúc xưa thì Châu khóc rất nhiều, nhưng mà từ từ sau này á, cũng có nhiều người phiên là không có khóc như vậy. Khóc vậy thì ông xã nghe, ông xã không có tốt á, không tốt cho ông xã. Nên là Châu cố gắng thì khi nào Châu khóc á, Châu không có nói chuyện, Châu để bình tâm lại thì Châu mới nói. Chứ từ hồi đó tới giờ đi thăm ông xã không lần nào mà Châu cầm được nước mắt. Ở nhà thôi, mỗi khi nghĩ tới là Châu cũng đã không có cầm được nước mắt rồi, huống chi nhìn thấy cái cảnh của ông xã vậy đó. Ije 머리 잘랐어 맞지? 머리 너무 길어서 자르고 아이 뭐 머리 자르고 아이에게 머리카락 기증했어 내 잘했지 여보 내 잘했어 여보 응 내 잘했지 Dạ thì Châu ra khỏi bệnh viện rồi. Nay Châu về trễ hơn mọi khi, tại vì bữa nay không có đi làm á. Về trễ một chút cũng không sao. Về trễ canh giờ rước bé Na luôn. Giờ đi ra xe buýt đặng đi ra bến tàu. Giờ kịp giờ xe buýt. Dạ thì Châu đã đi qua 2 chuyến xe điện rồi. Giờ ra trạm xe buýt nữa là về. Thì chuyến đi, chọn cái chuyến đi của Châu á là khoảng 300.000 tiền Việt Nam, là khoảng 15.000 hơn tiền hàng á. Hôm nay Châu cũng xin chia sẻ để cả nhà cùng biết. Thì đi cái kiểu này nó không có đắt lắm. Dạ thì cả nhà ơi, Châu về tới nhà rồi. Về tới nhà 4:30. Bữa nay nóng quá trời nóng luôn. Giờ vô nhà dọn dẹp một xíu rồi 1 tiếng sau đi rước bé Na. Dạ giờ 5:40 cho đi rước bé Na. 5:40 mà trời còn nắng chói chang luôn. Hana nó tan học rồi mà nó không chịu gì, nó còn chơi với mấy bạn đó nữa.
Dạ na chiều về gần nè ông bà cô chú ơi. Về mà cái mặt hơi buồn nè. Chơi hồi nãy giờ 25 phút rồi. Thưa đi, thưa ông bà cô chú đi. Thưa ông bà cô chú ông đi hôm nay. Chiều hai mẹ con ăn cơm xong rồi giờ dẫn na đi lại công viên chơi một xíu. Na chạy trước rồi. Rồi qua đường được rồi đó. Qua đường lẹ lên, không có xe. Nè nó đi tới đây cái chỗ qua đường nè, cái nó đứng nó chờ. Qua luôn. À. Nha. Có hai em bé kìa thấy cưng. Chơi xích đu lại chơi đi, giờ không có ai kìa, để hồi có người cái đòi chơi không có chơi được đó. Sau khi Hana chơi hồi trời cũng tối rồi thì Na đòi uống sữa, dẫn Na vô cái tiệm tạp hóa 24 giờ, Na mua cái hộp sữa dâu nè với lại một bịch kẹo, rồi đòi ngồi đi uống xong rồi mới đi về nè ông bà cô chú. Bữa nay chơi tới tối luôn. Dạ hai mẹ con nay về tới nhà rồi thì đi tới gần 9 giờ luôn, 8 giờ 45 mới về, chị Nam mới chịu về. Về tới nhà thì gần 9 giờ. Rồi thì cái video hôm nay của Châu tới đây cũng xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú cả nhà đã xem ủng hộ. Xin kính chúc cả nhà luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin kính chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.